Thưa quý vị, theo quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, khách hàng cần xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt khi chuyển tiền trực tuyến qua ngân hàng số có giá trị trên 10 triệu đồng mỗi lần hoặc trên 20 triệu đồng một ngày. Nhiều ngân hàng đều đã thông báo cách đăng ký trên các ứng dụng ngân hàng số, app ngân hàng. Dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng phải khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân do cơ quan công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Ví dụ, ngân hàng BIDV thông báo ngoài giao dịch số tiền theo quy định, một số giao dịch khác cũng cần xác thực khuôn mặt như giao dịch lần đầu tiên hoặc đăng nhập BIDV Smart Banking trên một thiết bị khác với thiết bị trước đó, hay khách hàng đăng nhập lần đầu tiên sau khi bị quên mật khẩu và cấp lại mật khẩu mới. Khách hàng có thể tự đăng ký xác thực bằng khuôn mặt trong ứng dụng BIDV Smart Banking theo hướng dẫn của ngân hàng. Sau khi đã hoàn thành cài đặt, khách hàng bắt đầu giao dịch với giá trị số tiền vượt mức theo quy định. Hệ thống sẽ bật camera để yêu cầu xác thực khuôn mặt và sau đó khách hàng sẽ nhập mã PIN Smart hoặc SMS OTP để hoàn tất giao dịch. Tương tự, nhiều ngân hàng khác cũng đã đưa ra thông báo hướng dẫn cách cài đặt xác thực khuôn mặt trên các ứng dụng ngân hàng số. Thưa quý vị, nhìn chung, để xác thực sinh trắc học lần đầu áp dụng cho việc chuyển tiền trên 10 triệu đồng một lần trở lên từ ngày 1 tháng 7, người dùng cần đăng nhập vào ứng dụng, lựa chọn tính năng cập nhật thông tin hoặc đăng ký sinh trắc học. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện được, có thể đến phòng giao dịch của các ngân hàng để được hỗ trợ đăng ký. Sáng 11 tháng 6 năm 2024, các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đến hiện trường xây dựng tòa nhà câu lạc bộ Gold trong đô khu Đà Lạt để chứng kiến chủ đầu tư là công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt thực hiện việc tháo dỡ công trình sai phạm. Tại công trình có hàng chục công nhân cùng một số xe cơ giới chờ sẵn để thực hiện việc phá dỡ tòa nhà. Đại diện công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt trình bày để đảm bảo việc thanh toán chi phí xây dựng cho các nhà thầu, chủ đầu tư đề nghị được lập vi bằng để xác định khối lượng công trình đã xây dựng nhằm tránh khiếu nại, khiếu kiện về sau. Tại buổi họp, ông Hồ Ngọc Nam, Phó Phòng Quản lý Đô thị Đà Lạt, hoan nghênh công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt đã tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm trong quá trình xây dựng tòa nhà câu lạc bộ Gold. Theo ông Nam, mặc dù chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm, nhưng theo quy định phải lập phương án, giải pháp phá dỡ. Do đó, việc tháo dỡ tòa nhà câu lạc bộ Gold trong đồi cù chưa thể thực hiện ngay. Chủ đầu tư cam kết sẽ lập phương án, giải pháp để tháo dỡ công trình vi phạm. Trước đó, ngày 4 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt với tổng số tiền phạt 240 triệu đồng về sai phạm của hai khối nhà thuộc tòa nhà câu lạc bộ Gold. Thành phố cho chủ đầu tư thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong 90 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định đề xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, quá thời hạn, công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt vẫn chưa cung cấp giấy phép xây dựng do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Đến ngày 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ra văn bản gửi công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt thông báo việc buộc tháo dỡ công trình. Sau đó, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đã ký quyết định thu hồi giấy phép xây dựng tầng hầm của khối 1 thuộc tòa nhà câu lạc bộ Gold trong đồi cù Đà Lạt với diện tích khoảng 2.640 m². Còn thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng xác định, công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt đã tác động vào xây dựng tòa nhà câu lạc bộ Gold trong đồi cù trên diện tích đất rừng phòng hộ. Do vậy, diện tích đất này không đủ cơ sở chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sẽ không được chuyển đổi sang đất ở, thương mại, dịch vụ. Ít nhất hai người bị chơi với giữa lũ dữ. Một người đã bị cuốn theo dòng nước chảy xiết. Không chần chừ, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng lao ra giữa dòng nước ứng cứu, đưa người phụ nữ vào nơi an toàn. Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm động. Lấy cái túi ra hồ nó cái anh ơi. Anh lấy cầu mua cái túi nó hồ nó cái. Đấy là nguy hiểm rồi là còn cố đi nữa. Ngày 10 tháng 6 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xuất hiện mưa lớn kéo dài. Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước và xuất hiện tình trạng sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 10 tháng 6, tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước tại đoạn km 6, đoạn suối cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi ba xã biên giới là Thượng Phùng, Xin Cái và Sơn Vĩ.
Thời điểm này, tổ công tác phát hiện 3 người dân của xã Thượng Phùng cố vượt qua dòng nước chảy xiết, 2 người đã bị nước cuốn. Thế vậy, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, 32 tuổi, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc đã kịp thời lao ra dòng nước xiết để ứng cứu, đưa 3 người dân vào khu vực an toàn. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, 3 người dân trong một gia đình, người chồng là ông Sùng Mỹ Dính, 41 tuổi, vợ là bà Vương Thị Lò, 44 tuổi, và con là Vương Mỹ Phó, 19 tuổi, cùng trú thôn Lũng Chu. Thời điểm xảy ra sự việc, gia đình ông Dính vừa đi làm thuê về. Theo Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, thời điểm xảy ra sự việc, anh vừa xuống đoạn đường thuộc thôn Bả Vi Hạ, thuộc xã Bả Vi, huyện Mèo Vạc để cứu hộ 2 ô tô gặp sự cố. Khi quay lên thì gặp nhóm người lớn băng qua dòng nước lũ chảy xiết. Cả 3 sau đó bị cuốn về phía hạ nguồn. Khu vực xảy ra sự việc là con suối cạn, nhưng mưa lớn khiến dòng nước chảy xiết. Dù không quá sâu, nhưng người khó đứng vững. Theo Công an tỉnh Hà Giang, đêm 9 và rạng sáng 10 tháng 6, địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và sản xuất nông lâm nghiệp, giao thông. Đến 9 giờ sáng 10 tháng 6, mưa lũ đã khiến 3 người chết, trong đó huyện Hoàng Su Phi 2 người chết do nước cuốn trôi, huyện Quảng Bạ 1 người chết do sạt lở đất. Tài sản thiệt hại ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 9,5 tỷ đồng. Là tài xế xe khách, nhưng người đàn ông này phần lớn kiếm tiền bằng tính ba hoa của mình. Cũng từ tính ba hoa đó, một số người biết tới ông này như một cảnh sát gầm và bị lừa cay đắng từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Chiều 11 tháng 6 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Dũng, 40 tuổi, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Dũng là tài xế xe khách nhưng tự xưng là công an mật, cảnh sát chìm để lừa đảo 4 người chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018, một người đàn ông 55 tuổi ở tỉnh Quảng Nam đã 4 lần đặt cọc, tổng cộng hơn 4 tỷ đồng mua 4 lô đất ở quận Liên Chiểu. Do nộp tiền chậm tiến độ, người đàn ông không đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Gặp bị cáo Đặng Thanh Dũng, nghe bị cáo này đổ có nhiều mối quan hệ với sếp lớn, lãnh đạo thành phố và có thể xin cho người đàn ông không bị mất tiền cọc 2 trong 4 lô đất, qua đó lừa đảo ông này hơn 620 triệu đồng. Đặng nói vào tháng 3 năm 2023, vì muốn chiếm đoạt ô tô công vụ của Bưu điện thành phố Đà Nẵng, bị cáo này đã dựng chuyện Bưu điện thành phố cần thanh lý 3 ô tô và được một người đàn ông 44 tuổi ở Hà Nội đồng ý mua với giá 445 triệu đồng. Thấy ông này mua nhanh gọn, bị cáo Dũng tiếp tục nói dối thêm Bưu điện thành phố bán thanh lý 3 ô tô nữa với giá 670 triệu đồng. Tin lời kẻ gian, người đàn ông ở Hà Nội đặt cọc tổng cộng 2 giao dịch là 560 triệu đồng và bị chiếm đoạt. Ngoài ra, bị cáo Đặng Thanh Dũng còn lừa 2 phụ nữ khác, trong đó một vụ lừa thuê đất của phường hơn 70 triệu đồng và một vụ chiếm đoạt hơn 7 tấn gạo từ thiện trị giá hơn 90 triệu đồng. Trước tòa, bị cáo Đặng Thanh Dũng khai thu nhập từ nghề lái xe khách khoảng 9-10 triệu đồng một tháng, đủ nuôi vợ con, nhưng do nghiện cờ bạc online, đánh bạc từ năm 2017 đến năm 2023, toàn bộ số tiền lừa đảo bị cáo này đã đánh bạc thua sạch.